Vân, Vân ơi. Mẹ. Vân. Mẹ. Bố con mới mất. Con có thể ở cạnh mẹ được không? Mẹ. Mẹ cho con đi ra ngoài một chút nhá. Con chỉ đi một lát rồi con về luôn nhá. Không được. Mẹ đã hứa với bố con là chăm sóc con. Giờ bố con mất rồi, mẹ nhất định phải thực hiện lời hứa. Con cần phải quyết tâm rời xa cái thứ nước đấy. Khổ quá. Nhưng mà nó làm cho con vui, con cảm thấy thoải mái. Mẹ, con xin mẹ đấy. Nhà mình có thiếu gì tiền đâu. Con ơi, con là người thừa kế sự nghiệp của bố, nên con phải mạnh mẽ. Còn không, bao nhiêu tâm huyết của bố con sẽ uổng lắm con ạ. Nhưng mà con không ham. Mẹ thích thì làm, không thì mình thuê người khác về quản lý. Con mệt mỏi lắm. Con... Alo. Cậu nói chúng tôi không muốn gặp ai cả. Con nói với Cường, mình ở đây à? Mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ cho con xuống gặp anh ấy một lát thôi nhá. Bố con vừa mất, con cần phải tôn trọng ông ấy. Nhưng mà con chỉ xuống gặp thôi mà, con có làm gì đâu nhá. Alo, chúng tôi không muốn gặp ai cả cơ mà. Cô cho cháu gặp Vân một chút ạ. Cháu là Cường ạ. Tôi là mẹ của Vân đây. Nhà đang có việc, Vân nó cần được nghỉ ngơi. Cậu thông cảm nhé. Cô ơi, cô. Cháu đang ở dưới sảnh khách sạn đây rồi ạ. Cô chỉ cho cháu gặp Vân một chút thôi. Cháu cũng biết việc của chú rồi ạ. Hiện giờ chúng tôi không muốn gặp bất cứ ai cả. Cậu thông cảm. Cô ơi, cháu mang đồ ăn đến cho Vân chứ, cháu không định làm phiền gì đâu. Anh nhớ em quá. Anh ơi, em điên mất. Sao tai họa lại ập xuống gia đình em như thế hả anh? Sao bố em lại? Em bình tĩnh đã. Em bình tĩnh đã. Bây giờ anh đưa em ra khỏi đây rồi mình nói tiếp nhé.